máy bình minh xin chào bà con bà con đang cần tìm một loại máy có thể xử lý số lượng lớn vỏ dừa khô vỏ dừa tươi hoặc vỏ dừa bị mủn thành mùn dừa yêu cầu của bà con là máy phải nhỏ gọn có thể di chuyển đến nhiều vị trí làm việc và quan trọng là phải dùng điện một pha vâng cảm ơn thời gian qua bà con đã yêu mến công ty chúng tôi hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bà con một con máy băm sơ dừa đáp ứng tất cả những yêu cầu trên của bà con mời bà con xem video Mắt bà con đây là con máy băm dơm dừa một pha của công ty Bình Minh sản xuất. Máy được trang bị động cơ 3,5 kW, dùng điện một pha 100% lõi đồng. Bên dưới máy được lắp thêm một bánh đà to phía bên dưới trục, giúp cho máy băm nhanh và mạnh hơn. Điều này cũng giúp cho máy đạt năng suất cao không thể tưởng cho một con máy băm sơ dừa mini. Một giờ làm việc máy có thể băm được 600 kg vỏ dừa thành dạng mồn dừa, rất ấn tượng đúng không bà con? Mồn dừa từ cả vỏ và sơ dừa có thể được sử dụng như một nguồn dinh dưỡng cho đất, giúp cải thiện cấu trúc đất, giữ nước và tăng khả năng giữ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, mùn dừa cũng có thể được sử dụng trong làm phân bón hữu cơ và các ứng dụng khác trong nông nghiệp. Việc băm vỏ dừa thành mùn dừa không phải là một khái niệm xa lạ, đặc biệt là trong các tỉnh miền Tây Nam Bộ của nước ta. Việc băm sơ dừa thành mùn dừa một sản phẩm rất tốt cho việc trồng cây, làm phân bón hoặc cung cấp nguyên liệu cho các sản phẩm khác máy băm sơ dừa mini này được thiết kế dạng trục, toa nạp nối liền với buồng làm việc. Có độ cao vừa phải, giúp cho quá trình bón nguyên liệu của bà con đơn giản hơn. Nguyên liệu sau khi được băm nhỏ sẽ thoát qua mặt sàng và được cánh đẩy đẩy mạnh ra bên ngoài của xả. Thành phẩm ra là mùn dừa rất đều và nhỏ. Một sản phẩm có rất nhiều ứng dụng trong trồng trọt và chăn nuôi như là làm đệm lót sinh học, làm giá thể trồng cây, trộn với phụ phẩm làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Ngoài việc băm được vỏ dừa máy băm sơ dừa mini này còn có thể băm được cả rơm khô thành mảnh nhỏ, giúp vật nuôi dễ ăn và dễ hấp thụ hơn. Vâng một chiếc máy có năng suất cao và đa năng như vậy bà con chắc chắn sẽ nghĩ là giá của nó sẽ rất cao đúng không ạ? Không đâu bà con chỉ cần bỏ ra số vốn 7 triệu 700 nghìn đồng là bà con có thể sở hữu con máy băm rơm dừa một pha phiên bản 3,5 kW rồi. Vâng vừa rồi tôi đã giới thiệu đến bà con một con máy băm rơm dừa một pha cho bà con. Một con máy có thể đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của bà con mà giá lại còn rẻ Vậy còn trần chờ gì nữa mà bà con không trang bị ngay cho mình một con máy băm rơm dừa một pha này để phục vụ cho chăn nuôi và sản xuất đi ạ à? Đến đây thì thời lượng của video cũng đã đến hồi kết thúc Bà con còn có thắc mắc hay câu hỏi gì thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận Hoặc bà con muốn sở hữu ngay một dòng sản phẩm vô cùng chất lượng này Thì hãy liên hệ đến số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ đến bà con sớm nhất có thể. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau. Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.